Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị. Hiện tại là em đang đứng ở tầng 21, phòng 21, 16 nha quý cô chú anh chị. Bây giờ là em sẽ review một cái căn thô tại vị trí này. Đi bước vô bên tay trái để có cái toilet nha quý cô chú anh chị. Đây là cái không gian phòng khách nha quý cô chú anh chị. Phòng khách, tổng thể phòng khách. Và bên tay phải này thì có một cái khuôn viên sảnh ban công. Khu vực này thì có thể đặt máy giặt và phơi quần áo tại vị trí này, rất là tiện ích. Căn này thì hơn 63 mét vuông nha quý cô chú anh chị. Căn này là căn góc, vị trí rất là đẹp. Ở đây thì nhìn ra thì thấy biển luôn ạ. Tổng thể nhìn ra thành phố bên này hướng này. Căn này thì được cái vị trí là nó view rất đẹp. Đẹp nhất là nhà. Cái view này thì đẹp nhất của tòa hết building này nha quý cô chú anh chị. Phòng ngủ bên này thì có toilet, thì nó cũng giống như bao cái phòng khác thôi. Được trang thi bị cơ bản các trang thiết bị như là điều hòa, tủ. Bên này cũng có một cái phòng ngủ nhỏ nữa nha quý cô chú anh chị. Phòng ngủ này view rất là đẹp, hướng biển luôn. Chị vừa đi vừa nói đi về quay đó biển luôn, rất là đẹp. Đây là chị Ly đang giới thiệu về sản phẩm nha quý cô chú anh chị. Hiện tại chưa có sổ thì dự kiến là qua năm sau. Đấy. Còn về mặt thanh toán thì căn này là theo hợp đồng mua bán chuyển nhượng. Sẽ thanh toán là 95%. Còn 5% thì chờ ra sổ. Diện tích là hơn là 63 mét. Đúng rồi, diện tích 63 mét. Ok, cảm ơn chị Lý. Vừa rồi là chị Vi cũng có giới thiệu sơ bộ rồi nha quý cô chú chị. Cái căn này tổng diện tích là 63 như em thấy đã giới thiệu. Hiện tại là chỉ là bán là hợp đồng mua bán thôi. Dự kiến là năm tới là sẽ có sổ. Vị trí này thì quá đẹp. Và cái căn này là căn góc cũng tuyệt vời luôn nha quý cô chú chị. Tổng thể xung quanh ạ. Em sẽ review lại một lần nữa, rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Căn góc hai phòng ngủ đối diện bên nhau luôn. View rất là xịn sò, bên phòng ngủ nào cũng hướng biển luôn, quá tuyệt luôn. Giá này thì vì căn góc nên là giá nó sẽ nhỉnh hơn các căn khác. Giá này là giá 4 tỷ nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị mà quan tâm thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi điện cho em thấy với số điện thoại là 0356004 35 nhé. Em thấy sẽ gửi thêm thông tin và tư vấn chi tiết cụ thể hơn cho quý cô chú anh chị. Em thấy xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều ạ, để dành tí thời gian xem hết video của em thấy ạ. Nếu quý cô chú anh chị thấy video này hay, thú vị và bổ ích thì hãy nhấn nút like, comment, share và đăng ký kênh ủng hộ em thấy nhé. Em thấy xin cảm ơn rất nhiều ạ. Bye bye.